Rồi chào mọi người nha, chào mọi người đến với kênh em Tiền Giang mình nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Làm ra xong chạy cá mọi người, sang thì quá tiếp, không biết có con gì hôm nay. Đang chạy phát đầu tiên nha mọi người, đang lên hàng đó, biết có con nào đây mọi người. Bây giờ mình có con này đây, trên con cá mè mọi người, lên quay lại cho mọi người xem nha. Phát đầu tiên, một em mè. Ông này dính nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp thôi. Nước này cạn ngon ghê luôn mọi người. Đó. Nước chảy dèo luôn. Quá trời chảy. Rồi, mình đi tiếp nha. Rồi mọi người, đây dưới hốc phát nãy nha. Mình lên tiếp phát này nha. Có con gì đây? Lên hàng. Đó, có mè nữa mọi người. Một con mè nhỏ xíu nữa. Nhỏ nhỏ không. Không dưới cái gì với bằng đáy rồi cái gì bán cái gì vậy?
Thôi không có con gì, đi tiếp thôi. Nào. Hả? Chạy chỗ đó qua mẹ vậy. Rồi. Tiếp phát máy giùm lại. Con luôn. Ủa, 4 con luôn mọi người ơi. Phát này quá khủng rồi. Rồi vai ra con rồi. Vai ra cái mè nhỏ xuống dưới này mọi người. Trời ơi, đã quá. 4 5 con luôn. Đây, nó còn chập bá nữa luôn mọi người. Quá dữ, này được 6 con rồi, 7 con luôn. Thêm con mày rảnh nữa. Bốn con. 5 con. 6 con mày rảnh nhỏ nha mọi người, 7 con nha. Quá dữ. Này được cái 7 con quá đã. Còn cá mè không? Đó. Mấy con rồi tiếp không vậy. Lên bảng này mình hút cái nữa, không có còn là khủng khủng nữa cái hút nguyên bài nữa cái. Đó, một con cá mè nữa mọi người. Ôi, mè cá linh. Một con nha. Một con cá linh nhỏ. Đó, được một con mọi người, rất đáng. Đây. Một con cá linh. Rồi, tiếp tục không mọi người. Lên tiếp cho mọi người. Mình nhờ lên hoài mà không có con gì ta. Hy vọng lần này sẽ có. Còn
lên hàng mọi người ơi. Đó, một con cá mè nữa mọi người ơi. Tiếp tục lại là mè nữa. Đây, một em mè nữa nha. Mè toàn mè chi xù không. Đó, một con nữa nha. Rồi, tiếp tục coi mọi người. Rồi mọi người, anh em tiếp tiếp hát nữa nha. Quá không biết có còn gì nữa. Quá. Đây. Rồi, em tiếp mọi người. Gì luôn. Rồi, nhảy tiếp thôi. Rồi. Rồi, đi lên hàng phát nữa nha mọi người. Rồi, bây giờ phát của mình lên thôi. Mình chưa có mặt cũng thôi mọi người. Cũng vậy. Không có dịch gì đâu, trời ơi. Thì còn có chút xíu luôn. Còn vậy chút xíu. Gánh chút xíu nha mọi người. Rồi, tiếp hơn mọi người. Mình hóc tiếp bạn nữa nha. Ba con xíu thôi mọi người ơi. Hai con mình dính nhỏ không nha. Đó. Chỉ xù được. Đó mọi người, ba con. Ba con nhiêu người? Nhỏ không à. Đó, nước này nắng quá tài luôn rồi. Quá tài nắng. Chuẩn bị lên luôn nha. Này cũng cạn rồi nè mọi người. Đó, mà chả không có cá uổng thiệt. Rồi, mình chuẩn bị chạy phát chót mình lên đây. Rồi mọi người ơi, mình chuẩn bị chạy phát cuối mình lên nha mọi người. Cái này những con cá khủng mà lên ăn cho nó đã. Rồi, không có cuối nha mọi người. Con này xong mình lên á. Rồi vô không đúng rồi lên. Thank you.
rồi lên hàng phát cuối không diện đây rồi không có gì mọi người đây mọi người thành quả ở đây toàn là cá mè không à, không có cái cá nào khác được con cá linh nha. Mình bắt nó vô nha. Đó, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con, mười con, mười hai con, mười ba con cá mè mọi người, những con cá linh nha. Đó, được ký máy nha. Này rồi giờ mình chuẩn bị lên thôi mọi người, ký máy nha. Đó, nước bình quá tài luôn. Rồi giờ mình lên thôi mọi người. Mọi người mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký like chia sẻ giúp anh em mình nha. Mong mọi người ủng hộ anh em mình nha. Bye bye mọi người, giờ mình lên thôi.